ghế massage Makano. Món quà từ tâm, nâng tầm sức khỏe. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 12. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Học sinh lớp 1, lớp 2 sẽ thực hiện bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 trực tiếp tại trường. Ông Lê Tấn Hùng bị đề nghị từ 26 đến 30 năm tù, ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Trần Trọng Tuấn mỗi người từ 7 đến 8 năm tù. Bắt giữ dẫn giải nghi phạm đến hiện trường vụ giết người vứt xác xuống vực sâu. Cảnh báo tai nạn ở bể bơi gia đình, máy bơm nước cuốn tóc bé gái ghi chặt xuống đáy bể. Canh bạc tiệc Giáng sinh, năm mới và biến thể Omicron. Hòn đá sapphire xanh lớn nhất thế giới, hơn 310 kg. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 13 tháng 12. Hôm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo có hướng dẫn kiểm tra định kỳ với học sinh tiểu học. Đáng chú ý, học sinh lớp 1, lớp 2 sẽ thực hiện bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 trực tiếp tại trường. Còn nếu rơi vào trường hợp bất khả kháng thì phải báo cáo. Theo hướng dẫn này, với lớp 1 và lớp 2, việc thực hiện bài kiểm tra định kỳ cần thực hiện tại trường, có sự giám sát để tăng trách nhiệm quản lý của các cấp, đảm bảo chất lượng giáo dục. Tùy theo tình hình dịch bệnh của mỗi địa phương, các nhà trường cần lập kế hoạch để thực hiện các buổi kiểm tra học kỳ tại trường với học sinh lớp 1, lớp 2 theo phương pháp đảm bảo an toàn. Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5, bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 và cuối năm học được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và phù hợp với tình hình phòng dịch COVID-19 tại địa phương vào thời điểm tổ chức đánh giá. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ngày 13 tháng 12, hơn 88.000 học sinh khối 9 và trên 66.000 học sinh khối 12 của thành phố Hồ Chí Minh trở lại trường học tập sau hơn nửa năm ở nhà. Đa số các em háo hức, vui vẻ, chờ đón những tiết học trực tiếp đầu tiên. Hôm nay rất là vui. Hôm nay em học tiết sinh hoạt, với lại phải tuân thủ 5K. Em thấy có một chút hồi hộp với lại thấy vui tại vì vì dịch lâu quá em không được gặp bạn bè, với lại em được gặp hai con nữa. Trước đó, ngày 10 và ngày 11 tháng 12, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến những phương tiện, phương án, sinh hoạt phòng chống dịch COVID-19. Sau 2 tuần thực hiện thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp, các trường sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm trước khi quyết định mở rộng thêm đối tượng học sinh đến trường. Trong 2 tuần này, theo hướng dẫn của sở, thời khóa biểu dạy học trực tiếp của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 12 đến 30 tiết một tuần, tùy theo cấp độ dịch. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học có gần 80% phụ huynh đồng thuận. Tiếp theo là thông tin, hình ảnh về bạn bè công chúng yêu nhạc cùng tiếng biệt nhạc sĩ Phú Quang, người nhạc sĩ tài hoa của những bản tình ca đôi lứa, những tình ca về Hà Nội, về mùa đông. Đúng 8 giờ 45 phút ngày 13 tháng 12, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, đọc điếu văn tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang. Ông Đỗ Hồng Quân ôn lại cuộc đời biến động không ngừng và đầy sôi động trong âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang. Nhạc sĩ Phú Quang không chỉ thành công trong sáng tác ca khúc, mà còn được đồng nghiệp mến mộ bởi tài năng trong sáng tác khí nhạc và trong việc tổ chức các live show ca nhạc của mình thành công tới mức người ta nói chính ông là người mở ra một mùa live show trong năm, cái mùa Hà Nội bước vào lúc thu rất thật thu. Điếu văn do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đọc được khép lại bằng một khúc nhạc đẹp Phú Quang đã viết cho phim Hải Nguyệt. Thông tin mới cập nhật về vụ việc sau tiếng nổ lớn như bom, nhiều người dân ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An thấy căn nhà 2 tầng nứt toát, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng nặng. Đến 16 giờ chiều ngày 13 tháng 12, công an thành phố Vinh vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại một căn nhà 2 tầng ở xã Nghi Phú, là một người bị thương, nhiều tài sản bị hư hỏng. Trước đó chiều cùng ngày, người dân nghe một tiếng nổ như bom từ phía căn nhà gia đình anh L, 33 tuổi, ngụ xóm 6. Khi người dân chạy sang kiểm tra thì mọi người phát hiện anh L đang nằm dưới nền nhà, người bê bết máu. Anh L được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương và bị phỏng nặng. Tại hiện trường, căn nhà 2 tầng của gia đình anh L bị hư hỏng nghiêm trọng, cánh cửa chính bằng gỗ bị sức ép vụ nổ thổi bay. Nhiều tài sản như bàn ghế, TV, cầu thang tầng 2 của căn nhà bị vụ nổ làm hư hỏng hoàn toàn.
toàn bộ kính cửa sổ của tầng 1 và tầng 2 căn nhà hàng xóm phía đối diện cũng bị sức ép từ vụ nổ làm vỡ nát. Công an ghi nhận bên trong căn nhà vụ nổ có rất nhiều giấy vụn và nghe mùi thuốc nổ. Nhiều nghi vấn cho rằng có người tự chế pháo dẫn đến vụ nổ trên. Hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã đề nghị mức án đối với 19 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Sacri. Viện Kiểm sát đề nghị phạt ông Lê Tấn Hùng từ 26 đến 30 năm tù, ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Trần Trọng Tuấn mỗi người từ 7 đến 8 năm tù. Sau khi bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị mức án từ 26 đến 30 năm tù về tội tham ô tài sản, quy định vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, ông Lê Tấn Hùng cho rằng chỉ thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên và ông không tham ô tiền nhà nước. Và tôi chỉ nhận thức rằng là tôi thực hiện chuyện này vì cái năm đó, cái hiệu quả của người lao động đem lại, thì tôi cũng muốn sử dụng từ cái nguồn này để cho người lao động họ được hưởng và động viên họ, mà đã ảnh hưởng đến gia đình tôi là một điều mà tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Cho nên tôi cũng rất kính mong hội đồng xét xử Viện Kiểm sát xem xét đúng bản chất của nó để có một hình phạt phù hợp với những gì sai phạm của tôi. Tôi chỉ còn hy vọng duy nhất là việc này thôi. Xin cảm ơn quý đồng. Trong quá trình điều tra, ông Hùng khai báo thành khẩn. Tại phiên tòa, ông Hùng vẫn khai báo thành khẩn, nhưng đề nghị xem xét lại tội tham ô. Ông Hùng thừa nhận có thực hiện hành vi nhưng không tư lợi. Ngoài ra, ông Hùng đã tác động gia đình khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác. Trước khi đưa vụ án ra xét xử, gia đình bị cáo đã khắc phục 200 triệu tiền lãi các khoản tiền thu lợi bất chính. Tuy nhiên, với cương vị người đứng đầu Sacri có vai trò cầm đầu trong vụ án, thì cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo Hùng. Cũng theo Viện Kiểm sát, ông Trần Vĩnh Tuyến có nhiều thành tích bằng khen giấy khen trong quá trình công tác, nên Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ khi lượng hình. Với ông Trần Trọng Tuấn, quá trình công tác, ông Tuấn có nhiều thành tích trong công tác nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét. Trong khi đó, chiều ngày 13 tháng 12, sau gần 4 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty Arctic. Đây là các bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp với bản án trước, ông Chung bị phạt 13 năm tù. Cùng tội danh trên, bị cáo Võ Tiến Hùng lãnh 4 năm tù và Nguyễn Trường Giang lãnh 4 năm 6 tháng tù. Về dân sự, hội đồng xét xử tuyên cả 3 bị cáo đều chịu trách nhiệm liên đới bồi thường 36,1 tỷ đồng cho nguyên đơn dân sự là công ty thoát nước Hà Nội. Trong đó, bị cáo Chung phải bồi thường nhiều nhất là 25 tỷ đồng. Bị cáo Giang chịu trách nhiệm bồi thường 7,1 tỷ, bị cáo Hùng bồi thường 4 tỷ. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên các tài sản của ông Nguyễn Đức Chung và hai bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Hình ảnh bắt giữ dẫn giải nghi phạm đến hiện trường vụ giết người vứt xác xuống vực sâu tại Lào Cai. Đến trưa ngày 13 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết đang lấy lời khai nghi phạm Giàng A Vữ, 52 tuổi trong vụ án giết người, cướp tài sản tại xã Xín Chén, huyện Simacai. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trú tại thôn Bản Kha, xã Xín Chén, huyện Simacai, tử vong tại khu đồi nương ở thôn Bản Kha, xã Xín Chén. Trên người có nhiều vết thương. Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm là Giàng A Vữ. Tuy nhiên, ông Vữ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tích cực điều tra, ngay trong ngày 11 tháng 12, công an đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Bước đầu nghi phạm khai nhận, khoảng 12 giờ trưa ngày 9 tháng 12, sau khi hai người xảy ra mâu thuẫn, ông Vữ đã dùng đá đập vào đầu nạn nhân, khiến người này nằm bất động. Sau đó, ông Vữ lấy một chiếc túi bên trong có 14,6 triệu đồng, rồi kéo xác nạn nhân vứt xuống vực sâu nhằm phi tang bỏ trốn khỏi địa phương. Qua khám nghiệm tử thi xác định, nguyên nhân người phụ nữ tử vong là do vết thương thủng phổi và chấn thương vùng đầu.
Chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý, không còn bao lâu nữa là đến Giáng sinh và năm mới. Tuy nhiên, tại các nước phương Tây thì ngày càng có nhiều lời kêu gọi hạn chế di chuyển, hủy các buổi tiệc mừng, hạn chế đi lại để làm chậm tốc độ lây lan của biến thể Omicron. Hủy hay là không hủy? Câu hỏi này đang giằng xé nhiều gia đình do các nhà khoa học chưa biết liệu biến thể Omicron có nguy hiểm hơn các biến thể trước hay không. Các chuyên gia y tế ở Canada hiện đang kêu gọi người dân hủy các kế hoạch du lịch. Nhiều người cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng vì lý do an toàn, họ đã hủy vé máy bay nhân dịp Giáng sinh. Tại Đan Mạch, nữ hoàng Ashanti đã quyết định hủy nhiều buổi chiêu đãi mừng năm mới theo truyền thống do lo ngại sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19. Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro của Brazil cũng quyết định hủy sự kiện đón năm mới tại đây sau khi Brazil xác nhận có ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ cách làm này. Giáng sinh là một kỳ nghỉ lễ quan trọng và người dân đã quá mệt mỏi với các biện pháp hạn chế nên không muốn hy sinh, lo sợ mãi. Tại Mỹ, Tổng thống đã công bố tình trạng thảm họa liên bang ở Kentucky, mở đường bổ sung thêm viện trợ liên bang cho tiểu bang này sau khi một loạt các cơn lốc xoáy chết người xảy ra vào ngày 10 tháng 12. Sau động thái của ông Biden, các hạt Caldwell, Fulton, Graves, Hopkins, Marshall, Muhlenberg, Taylor và Warren của Kentucky sẽ nhận được viện trợ. Các lốc xoáy mới đây đã gây ra sự tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử của bang. Ngay cả những công trình kiên cố nhất bằng thép và gạch cũng bị san phẳng. Khoảng 50 trận lốc xoáy đã quét qua 8 bang của Mỹ trên lộ trình khoảng 365 km vào cuối tuần qua, đã làm nhiều khu dân cư trên một vùng đất rộng lớn tan hoang. Ngoài những người thiệt mạng, hàng ngàn người ở khu vực bị lốc xoáy càn quét đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở, thực phẩm, nước và điện. Cũng mới đây, mưa lớn ở Indonesia đã phá hủy nhà cửa. Các nhà chức trách ở Bali cảnh báo lũ lụt nhiều hơn trong những ngày tới. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai cho biết hơn 1.700 ngôi nhà, 35 cơ sở giáo dục đang chìm sâu trong nước. Nhiều con đường chính bị ngập khiến giao thông bị chia cắt, tê liệt. Chính quyền tỉnh Trung Kalimantan đã phải ban bố tình trạng ứng phó khẩn cấp với thiên tai. Cảnh báo tai nạn ở bể bơi gia đình, máy bơm nước cuốn tóc bé gái ghi chặt xuống đáy bể. Sự việc xảy ra tại Brazil, một bé gái đã may mắn sống sót sau hơn 2 phút vùng vẫy dưới nước. Nguyên nhân do mái tóc dài mắc vào bộ phận bơm nước của bể bơi gia đình. Nhờ được người thân hô hấp kịp thời, nạn nhân dần tỉnh lại và đã ổn định sức khỏe. Bà Rosana Pimentel, mẹ của bé gái, đã đăng video lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người về tình huống nguy hiểm tương tự. Hình ảnh về một người đàn ông đã hoàn thành màn đi thăng bằng trên sợi dây nối giữa đồi Babylonia và đồi Ursa ở Brazil. Chiều dài sợi dây này là 500m, nhưng người đàn ông đi trên dây giữ thăng bằng chỉ trong 30 phút mà không cần bất kỳ đồ bảo hộ nào. Người thực hiện được điều đó tên Nathan Paulin, 27 tuổi, đến từ Pháp, đã trình diễn những hình ảnh khiến ai chứng kiến cũng phải thót tim. Sáng 13 tháng 12, theo giờ Việt Nam, đêm chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới lần thứ 70 Miss Universe 2021 diễn ra tại Israel với màn tranh tài của 80 thí sinh đến từ 80 quốc gia, vùng lãnh thổ. Top 10 gồm thí sinh các nước Paraguay, Puerto Rico, Mỹ, Ấn Độ, Nam Phi, Bahamas, Philippines, Pháp, Colombia và Aruba. Sau đó, các thí sinh trình diễn trang phục dạ hội chọn ra top 5 gồm các thí sinh đến từ Colombia, Ấn Độ, Paraguay, Philippines và Nam Phi. Top 3 Miss Universe lộ diện sau phần thi ứng xử, gồm người đẹp đến từ Nam Phi, Ấn Độ và Paraguay. Kết quả chung cuộc, người đẹp Hanash Sandhu đến từ Ấn Độ đoạt vương miện Hoa hậu. Á hậu 1, 2 lần lượt thuộc về Nadia Ferreira, Paraguay và Lalila Miswen, Nam Phi. Trong khi đó, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019, đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe năm nay. Khán giả vỡ òa cảm xúc khi Kim Duyên được gọi tên trong top 16 Miss Universe 2021. Sau phần trình diễn trang phục áo tắm, ban tổ chức công bố top 10. Tuy nhiên, Kim Duyên không có mặt trong top này. Như vậy, cô chính thức dừng chân ở top 16.
giới chức Sri Lanka đã cho trưng bày hòn đá sapphire xanh tự nhiên lớn nhất thế giới, nặng 310 kg, được tìm thấy trong một mỏ đá quý khoảng 3 tháng trước. Những người đã kiểm tra hòn đá sapphire cho biết đây là một trong những hòn đá quý hiếm nhất trên thế giới vì nó nặng hơn 300 kg. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế vẫn chưa chứng nhận viên đá quý. Viên sapphire đã được trưng bày tại nhà của một trong những chủ sở hữu mỏ đá quý ở Horana, cách thủ đô Colombo 65 km về phía nam. Diễn biến thời tiết ở các khu vực trong cả nước hôm nay đáng chú ý với thông tin không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ C, vùng núi từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao thì có nơi dưới 8 độ C, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 15 đến 18 độ C. Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ C. Trong khi đó, trong đất liền ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ghế massage Makano, món quà từ tâm, nâng tầm sức khỏe.